Chào các bạn. Trong bài hình trước, chúng ta đã thiết kế trang edit sản phẩm cho phép người dùng cập nhật lại thông tin sản phẩm bao gồm tên sản phẩm và giá sản phẩm. Và trong trường hợp này là người sử dụng người ta không có cập nhật lại hình ảnh. Ví dụ như là bên trang list sản phẩm khi chúng ta vừa chạy trang list sản phẩm lên thì các bạn thấy là bên trang list sản phẩm này đầu tiên là nó vào nó kiểm tra xem mảng đô la xét sản phẩm này có nghĩa là cái mảng toàn cục xét sinh dùng để chứa sản phẩm của chúng ta trên máy chủ có tồn tại hay không nếu chưa tồn tại nếu mà nó chưa tồn tại thì nó sẽ in lút cái trang data sản phẩm vào thì lần đầu tiên thì chắc chắn khi chúng ta chạy trang lít lên thì cái mảng xét sản phẩm này là chưa có thì lúc bây giờ nó sẽ in lút trang data sản phẩm vào và trong trang data sản phẩm này, cái mảng array hai chiều đang chứa 10 sản phẩm của chúng ta sẽ được include vào. Có nghĩa là nó sẽ gắn vào trang list sản phẩm này. Vậy là phía dưới này chúng ta dùng vào lọc for x để chúng ta duyệt qua mảng array sản phẩm hai chiều này và chúng ta xuất nó lên giao diện. Vậy là bạn thấy khi chúng ta vừa chạy trang list sản phẩm lên thì bạn thấy là chúng ta luôn luôn có 10 sản phẩm. Đồng thời là nó sẽ copy toàn bộ 10 sản phẩm bên trong mảng array sản phẩm hai chiều này nó bỏ vào bên trong cái mảng xích sinh sản phẩm thì cái mảng xích sản phẩm này là một mảng toàn cục được lưu trên máy chủ và sau này chúng ta có thể truy cập vào cái mảng xích sản phẩm này từ bất kỳ một trang nào bên trong trang web của chúng ta còn đối với cái mảng array sản phẩm hai chiều này, khi chúng ta include nó vào bên trong trang list thì nó chỉ có tác dụng bên trong trang list thôi. Do đó là chúng ta phải tạo ra một cái mảng session để chúng ta có thể cập nhật lại hay là thêm bớt số sửa trực tiếp trên cái vùng nhớ sinh trên máy chủ này. Khi chúng ta thao tác với mảng array sản phẩm hai chiều sau đó chúng ta cập nhật lại thông tin trong mảng array 2 chiều lên vùng nhớ session thì giống như là chúng ta đang làm việc trên vùng nhớ session sản phẩm. Thì đó là bước đầu tiên khi chúng ta chạy trang list và khi chúng ta bấm vào nút edit bên trang list thì người sử dụng đã truyền lên cho chúng ta cái mã sản phẩm và bên trong trang edit sản phẩm này chúng ta đã hiện ra được thông tin của sản phẩm. Vậy là khi chúng ta chuyển qua trang edit sản phẩm này nó sẽ kiểm tra xem là cái vùng nhớ sẽ xanh sản phẩm này có hay chưa thì khi chúng ta chuyển từ trang list qua trang edit sản phẩm thì vùng nhớ sẽ xanh đã có rồi do đó là 10 sản phẩm bên trong cái vùng nhớ sẽ xanh này nó sẽ được đổ vào bên trong cái mảng array sản phẩm hai chiều bên trang edit sản phẩm và chúng ta đã sử dụng vòng lập for x để chúng ta duyệt qua cái mảng đây sản phẩm hai chiều này và đồng thời chúng ta cũng lấy cái mã sản phẩm mà người dùng truyền lên cho chúng ta chỗ này chúng ta lưu tạm vào bên trong biến mã sản phẩm và chúng ta duyệt qua mảng sản phẩm hai chiều này chúng ta tìm xem là trong cái mảng đây sản phẩm hai chiều cái phần tử nào mà nó có cái khóa đang chứa cái mã sản phẩm bằng với cái mã sản phẩm mà người ta gửi cho chúng ta thì lúc giờ chúng ta sẽ lấy thông tin trong cái mảng array 120 chiều này ra chúng ta xuất lại thông tin của nó ra trên từng tết phiêu tương ứng thì cái công đoạn này là chúng ta đã làm rồi và trong trường hợp khi người sử dụng người ta sửa thông tin người ta không chọn hình upload thì lúc bây giờ chúng ta cũng đã kiểm tra là trong trường hợp là người sử dụng bấm vào nút cập nhật thì chúng ta sẽ lấy Mã sản phẩm, chúng ta lưu tạm vào biến mã sản phẩm, chúng ta lấy tên sản phẩm, chúng ta lưu tạm vào biến tên và chúng ta lấy cái giá này, chúng ta lưu vào biến giá. Có nghĩa là chúng ta lấy từng thông tin mà chúng ta đã hiện lại trên các trường tấm phiếu này, chúng ta lưu vào các biến tương ứng. Ở đây thì các bạn mở lại cái dollar file để các bạn xem lại trường hợp này. Thì trong trường hợp người sử dụng, người ta chỉ sửa tên hoặc là sửa giá. Và trong trường hợp này là người ta không có chọn hình ảnh để người ta sửa thì khi chúng ta bấm nút cập nhật thì bạn thấy là cái mảng dollar file này nó không có chứa hình ảnh. Vì người ta không chọn hình thì bên trong mảng dollar file cái hình này, cái tên của cái hình là nó bị rỗng, do đó là nó không có. Và khi nó không có thì lúc giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chỉ cập nhật lại tên sản phẩm và giá sản phẩm thôi. Có nghĩa là chúng ta cũng phải duyệt qua cái mảng ở đây sản phẩm 2 chiều này và chúng ta cũng dò xem là bên trong cái mảng ở đây sản phẩm 2 chiều của chúng ta là ở cái phần tử nào có cái mã sản phẩm bằng với cái mã sản phẩm người ta truyền lên thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cập nhật lại cái mảng array sản phẩm hai chiều ở phần tử có cái khóa là k và chúng ta cập nhật vào đúng cái vị trí của cái mảng con và chúng ta cập nhật tại cái tên của sản phẩm và cái vị trí của cái giá sản phẩm. Sau đó là chúng ta sau khi cập nhật xong được cái mảng array sản phẩm chiều này rồi thì chúng ta cập nhật lại cái mảng sách sinh sản phẩm trên vùng nhớ sách sinh trên máy chủ để khi chúng ta quay về lại trang list thì chúng ta sẽ thấy được các sản phẩm đã cập nhật và khi cập nhật thành công thì chúng ta sẽ báo là một cái dòng thông báo là cập nhật thành công thì ở đây để dễ hiểu hơn thì bây giờ cái lệnh eco cái biến array sản phẩm chiều này các bạn các bạn để lên phía trên này ví dụ là chúng ta sẽ khảo sát trong trường hợp là khi chúng ta mới vừa chuyển qua trang edit sản phẩm các bạn dán lên đây bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ in ra thử cái mảng ở đây sản phẩm ở chiều này bây giờ các bạn lưu lại trang edit sản phẩm bây giờ các bạn hãy quay lại trang list Đầu tiên là khi chúng ta từ trang list chúng ta chạy khi chúng ta bấm nút edit thì bạn thấy là cái mảng array sản phẩm hai chiều này là nó có tổng cộng là 10 phần tử. 10 phần tử này là nó được lấy ra từ bên trong cái xanh sản phẩm này. Thì đầu tiên khi chúng ta vừa chuyển qua trang edit sản phẩm thì nó kiểm tra là xem cái vùng nhớ session sinh sản phẩm này trên máy chủ đã có tồn tại hay chưa thì cái vùng nhớ session sinh này đã có tồn tại rồi vì khi chúng ta chạy trang list sản phẩm nó in lút cái trang data sản phẩm vào mà trong trang data sản phẩm này là chúng ta có tạo ra cái vùng nhớ session sinh từ cái mảng array sản phẩm chiều này có nghĩa là 10 sản phẩm bên trong cái mảng array sản phẩm chiều này nó được lưu vào bên trong một cái vùng nhớ Session sinh tên là sản phẩm Vậy là khi chúng ta chuyển từ trang list qua trang edit thì nó sẽ kiểm tra là đầu tiên là cái mảng sản phẩm này có thì nó sẽ lấy các sản phẩm bên trong cái mảng sản phẩm này nó bỏ vào bên trong cái mảng array sản phẩm hai chiều. Vậy là khi chúng ta chạy ra tới đây chúng ta in ra cái mảng array sản phẩm hai chiều thì bạn thấy là chúng ta có 10 sản phẩm. Có nghĩa là bên trang edit sản phẩm là cái mảng array sản phẩm chiều của ta Là có tổng cộng là 10 phần tử Và 10 phần tử này là có khóa tự động Ví dụ đây là phần tử thứ nhất Và đây là cái mảng con của nó Cái mảng con này là chứa Thông tin của một sản phẩm Và lúc bây giờ Trong trường hợp nếu chúng ta Sửa tên và chúng ta Bấm nút cập nhật Ví dụ chỗ này Các bạn tiếp tục các bạn in cái mảng array sản phẩm hai chiều ra. Ví dụ là sau khi chúng ta cập nhật được tên rồi giá sản phẩm thì chỗ này chúng ta tiếp tục chúng ta in lại cái mảng array sản phẩm hai chiều ra để bạn thấy. Chỗ này chúng ta cũng sử dụng lệnh render để chúng ta in lại. Và bây giờ cái việc cập nhật lại sách sinh sản phẩm này các bạn khoan hãy cập nhật lại. Tạm thời các bạn khóa dòng này lại các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn refresh lại trang edit sản phẩm. Khi người sử dụng người ta truyền qua chúng ta cái mã sản phẩm là 001. Có nghĩa là người ta muốn sửa cái sản phẩm có mã số là 001 này thì lúc bây giờ ví dụ như là khi chúng ta sửa ở đây cái sản phẩm số 1 này chúng ta muốn sửa tên của nó là sản phẩm số 1. Giá của nó ví dụ chúng ta muốn sửa là 2 triệu Ví dụ hình là chúng ta không sửa Ví dụ là người ta muốn sửa sản phẩm 001 Thì chúng ta phải lấy cái mã sản phẩm 001 này Chúng ta dò vào bên trong cái mảng này Ví dụ chúng ta dò ở phần tử đầu tiên Có nghĩa là chúng ta duyệt qua cái mảng Ở đây sản phẩm 2 triệu Thì chúng ta thấy là ở phần tử Có cái khóa là bằng 0 Thì bên trong cái mảng con của nó cái phần tử có cái khóa là không chỗ này đang dưới cái mã sản phẩm này là nó bằng với cái mã sản phẩm mà người ta truyền lên cho chúng ta vậy là khi chúng ta duyệt qua cái mã sản phẩm hai chiều này thì chúng ta kiểm tra xem là bên trong cái mảng con ở phần tử có cái khóa là không ở phần tử có cái khóa là không chính là cái phần tử này thì nó có cái mã sản phẩm bằng với cái mã sản phẩm này vậy là khi nó bằng như vậy rồi thì nó thỏa điều kiện Thì lúc giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cập nhật tên và giá sản phẩm Thì để cập nhật được cái tên sản phẩm Thì chúng ta sẽ truy xuất vào phần tử Có cái khóa là K chỗ này Và chúng ta truy xuất vào cái mảng con Ở phần tử có cái khóa là một Thì chúng ta sẽ cập nhật được cái tên sản phẩm Do đó bạn thấy chỗ này chúng ta để là Đô la ở đây chiều Ở phần tử có cái khóa là K có nghĩa là ở lần việc thứ mấy của chúng ta thì cái khóa K Ví dụ ở lần diệt thứ nhất Ở lần diệt thứ nhất thì K sẽ là bằng 0 Ở lần diệt thứ nhất Thì K của chúng ta Sẽ là bằng bằng 0 Thì ở lần diệt thứ nhất Thì chính là Chúng ta diệt qua phần tử đầu tiên này Thì cái khóa K Là nó sẽ lưu Cái khóa của cái mảng ở đây trong hai chiều này Là bằng 0 Và mảng con AR sub này nó sẽ lưu thông tin của một sản phẩm bên trong này. Vậy là khi chúng ta để đây là ở đây sản phẩm hai chiều khóa K thì cái khóa K ở đây chính là không, còn đây một có nghĩa là chúng ta đang truy xuất vào ở đây là không và ở đây là một thì chúng ta cập nhật lại được cái tên sản phẩm. Còn chúng ta ghi ở đây là ở đây sản phẩm hai chiều rồi K và ở đây là ba thì có nghĩa là chúng ta truy xuất vào cái phần tử có cái khóa là không của mảng R2 hai chiều ở cái phần tử có cái khóa là ba bên trong cái mảng con này thì chúng ta sẽ cập nhật được cái giá sản phẩm thì chỗ cái mã sản phẩm này thì thay vì chúng ta ghét cái mã sản phẩm này thì trong trường hợp này chúng ta cũng không cần phải ghét nếu mà chúng ta viết gọn lại thì các bạn không cần phải ghét chỗ này Vì khi chúng ta chạy qua bên trang edit là cái mã sản phẩm này là nó đã có rồi Chúng ta đã xuất ra được cái thông tin trên cái trường test field này rồi Và chúng ta đã lưu nó Chúng ta dùng phương thức đô La bot để chúng ta truy xuất vào trường test field mã sản phẩm chỗ này Chúng ta lấy được cái mã sản phẩm này Chúng ta lưu vào bên trong cái biến mã sản phẩm Do đó trong trường hợp này thay vì chỗ này chúng ta ghét lại cái mã sản phẩm chúng ta lưu vào đây rồi chúng ta mới so sánh thì chỗ này các bạn có thể để luôn chỗ này là mã sản phẩm có nghĩa là chúng ta lấy cái phần tử có cái khóa là không bên trong mảng array sub có nghĩa là ở lần gì đầu tiên thì chúng ta sẽ dò vào bên trong cái mảng con này ở phần tự có cái khóa là không thì chúng ta xem coi cái mã này Nó có bằng với cái mã Bằng với cái mã này hay không Thay vì lúc trước là chúng ta so sánh với cái mã Trên địa chỉ web này Thì chúng ta so sánh với cái mã nằm bên trong cái trường tết phiêu này luôn Thì lúc đó chúng ta Chỗ này chúng ta không cần phải ghét lại Và đồng thời Chỗ này là chúng ta sẽ in lại cái mảng Có nghĩa là sau khi chúng ta cập nhật lại cái tên rồi Chúng ta cập nhật lại cái giá rồi Bây giờ các bạn in lại cái mảng ở đây sản phẩm hai chiều thử. Bây giờ chúng ta chạy lại thử. Ví dụ bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành cập nhật. Đây là sản phẩm số 1, ví dụ giá là 4 triệu. Đây là cái mảng array sản phẩm hai chiều khi chúng ta mới vừa qua trang edit chúng ta chưa có cập nhật. Bây giờ khi các bạn bấm nút cập nhật thì bạn thấy là cái sản phẩm của chúng ta chúng ta đã cập nhật được cái tên nè cập nhật được cái giá thì bạn thấy cái mảng bên dưới này là cái mảng mà chúng ta đã cập nhật xong còn cái mảng ở đây trong hai chiều này phía trên này là chúng ta chưa cập nhật khi chúng ta mới vừa chuyển qua trang edit là chúng ta in ra cái mảng ở đây hai chiều này rồi sau đó chúng ta mới duyệt qua cái mảng này và sau khi cập nhật xong được cái phần tử có cái khóa là không và bên trong cái mảng con này chúng ta cập nhật lại phần tử có cái khóa là 1 ở cái vị trí tên và phần tử có cái khóa là 3 ở vị trí giá sản phẩm ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ quay về lại khi các bạn quay về lại trang list thì bạn thấy là nó vẫn không thay đổi tại sao không thay đổi vì ở đây là sau khi chúng ta cập nhật tên và giá trong xong là chúng ta chỉ mới cập nhật được bên trong cái mảng ở đây mãi hai chiều bên trang edit sản phẩm này thôi thì cái mảng ở đây mãi hai chiều này là bên trang list nó sẽ không hiểu được do đó là nếu mà chúng ta không tiến hành chúng ta cập nhật lại cái sách sản phẩm này thì cho dù các bạn qua đây các bạn có sửa bên trang edit bên đây chúng ta có sửa lại như thế nào đó các bạn bấm cập nhật thì bạn thấy là bên đây là nó có thay đổi bên đây là chúng ta sửa là nó có thay đổi nhưng mà bên trang list các bạn xem là nó sẽ không có thay đổi ví dụ chúng ta quay về trang list thì bạn thấy nó sẽ không thay đổi chỗ này do đó là khi chúng ta có chỉnh sửa thông tin lại bên trong mảng ở đây sẽ hai chiều bên trang list thì chúng ta phải tiến hành chúng ta cập nhật lại và đó chỗ này các bạn thấy là chúng ta phải tiến hành chúng ta lấy lại cái mảng hai chiều này Có nghĩa là cái mảng mà sau khi chúng ta đã sửa rồi Thì chúng ta phải cập nhật nó lại vào bên trong cái vùng nhớ toàn cục Xét sinh sản phẩm trên máy chủ Thì bên trang list sản phẩm nó mới hiểu được Do đó là bây giờ các bạn chạy lại Ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn sửa sản phẩm có mã số là 001 này thì đầu tiên cái sản phẩm chúng ta có mã là 01 tên sản phẩm là số 2 thì chúng ta sửa tên sản phẩm lại chỗ này thành số 1 giá ví dụ chúng ta sửa lại luôn ví dụ như là 10 triệu sau đó các bạn bấm nút cập nhật thì bạn thấy là cái sản phẩm của chúng ta là 001 chỗ này chúng ta phải sell on lại chúng ta chưa có lưu lại bây giờ các bạn bấm nút quỷ các bạn chạy lại ví dụ chúng ta sẽ sửa cái sản phẩm số 1 này thành sản phẩm số 111 đi giá tiền ví dụ như là 5 triệu 6 các bạn bấm nút cập nhật thì sau khi các bạn bấm nút cập nhật thì các bạn thấy là cái sản phẩm số 1 này là chúng ta đã sửa là được thành cái sản phẩm là 111 giá tiền là 5 triệu 6, 6 và bây giờ các bạn hãy thử bấm nút quỷ để chúng ta quay về lại trang lít thì bạn thấy cái sản phẩm này nó đã được thay đổi rồi giá tiền nó cũng đã thay đổi thì cái nút quỷ chỗ này chúng ta nên đổi tên lại ví dụ chỗ này chúng ta nên đổi cái tên là quay quay lại có nghĩa là chúng ta quay về lại trang list bây giờ chúng ta sửa sản phẩm số 111 này ví dụ chúng ta muốn sửa nó lại tên thành là sản phẩm số 1 các bạn bấm nút cập nhật thì bạn thấy là cái mảng ở đây sản phẩm này chúng ta đã sửa lại tên sản phẩm là sản phẩm số 1 đầu tiên khi nó chuyển qua trang edit thì cái sản phẩm là tên là 111 nhưng mà sau khi chúng ta duyệt qua cái mảng này chúng ta cập nhật lại cái phần tử tại cái vị trí cái khóa mà cái mã sản phẩm là 001 chỗ này thì chúng ta đã cập nhật được cái tên của nó và khi các bạn quay về lại trang list thì bạn thấy là nó đã sửa lại được cho chúng ta còn một vấn đề nữa trong trang edit là khi chúng ta sửa lại xong rồi chúng ta bấm nút cập nhật thì bạn thấy là cái hình chỗ này nó bị mất do đó làm sao chúng ta cũng phải xuất lại cái hình chỗ này lại thì bạn ý là cái hình của chúng ta khi chúng ta xuất ra là chúng ta đang xuất cái biến hình chỗ này và chỗ này khi chúng ta cập nhật lại được cái tên với cái giá rồi thì chúng ta phải làm sao chúng ta lấy ra được cái hình thì cái hình của sản phẩm á là nó đang nằm bên trong cái mảng con ở sub ở phần tử có cái khóa là hai thì nó đang lưu cái hình này do đó chỗ này để giữ lại được cái hình thì các bạn có thể tạo một cái biến hình chỗ này bằng và chỗ này chúng ta sẽ cho nó bằng với cái mảng array sản phẩm hai chiều của chúng ta ở phần tử có cái khóa là k khi chúng ta duyệt tới phần tử có khóa là k thì chúng ta truy xuất vào cái mảng con ở phần tử có cái khóa là hai thì chúng ta sẽ lấy ra được cái hình thì khi chúng ta lấy ra được cái hình chúng ta sẽ gán tạm vào cái biến hình thì lúc đầu là chúng ta đã có khai báo một cái biến tạm là biến hình đang là rỗng vậy là chúng ta sẽ lấy cái hình bên trong cái mảng con tại phần tử có cái khóa mà nó có cái mã sản phẩm bằng với cái mã sản phẩm người ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta truy xuất vào cái mảng array sản chiều ở phần tử có cái khóa là không và ở mảng con tại phần tử có cái khóa là hai thì chúng ta sẽ lấy ra được cái cái hình chúng ta lưu tạm cái này vào biến hình bây giờ các bạn lưu lại các bạn chạy lại thử ví dụ như là tại chỗ này chúng ta sửa sản phẩm số 1 này giá 5 triệu chúng ta sửa thành 9 triệu các bạn bấm nút cập nhật thì bạn thấy là chúng ta đã sửa lại sản phẩm số 1 này giá là 9 triệu và cái hình thì bạn thấy bây giờ khi chúng ta bấm nút cập nhật thì nó vẫn giữ nguyên cái hình này. Do bên dưới là chúng ta eco cái biến hình ra mà chỗ này chúng ta không xuất lại cái biến hình thì cái hình sản phẩm nó sẽ bị mất. Do đó là chúng ta phải giữ lại cái hình bằng cách là chúng ta truy xuất vào bên trong cái mảng array sản phẩm chiều tại phần tử có cái khóa là không này và chúng ta truy xuất vào cái mảng con thì cái mảng con này là đang nằm bên trong cái biến array sub và cái mảng con này là ở phần tự có khóa là hai thì chúng ta sẽ lấy ra được cái hình chúng ta lưu tạm vào trong cái biến hình chỗ này chúng ta lấy được cái cái hình rồi chúng ta lưu tạm vào biến hình và bên dưới này khi chúng ta echo cái biến hình ra vậy là nó sẽ xuất lại cho chúng ta cái hình chỗ này thì các bạn hãy chạy lại thử trang list sản phẩm và trang edit sản phẩm từng bước để các bạn hiểu kỹ hơn về cái tiến trình mà khi chúng ta cập nhật cái tên sản phẩm và cái giá sản phẩm mà chúng ta không có cập nhật là cái hình thì đó là bài thành hôm nay của các bạn chúc các bạn thực hành bài lớp này thành công chào các bạn